Trước khi đến với tin tức của ngày hôm nay, các bạn hãy nhấn like và đăng ký ủng hộ kênh để đạt 5.000 đăng ký. Và bạn sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tình yêu tay ba của chị gái U40 và hai anh chàng phi công trẻ khi công khai sẽ như thế nào? Ông hiểu không? Thế hơn 10 năm nay của tao là gì? Không là cái gì cả. Ông thành gì? Không lấy đâu. Bình thường thì hay thấy các chị đánh ghen, nhưng các bạn đã thấy các anh trai trẻ đánh ghen bao giờ chưa ta? Ở đây thì chúng tôi có hai anh trai đang xô xát lớn tiếng vì vô tình bắt gặp tình yêu U40 10 năm của mình đang tay trong tay với tình yêu bé nhỏ mới. Em chính là người yêu chị của bạn này. Mày tránh ra. Ôi, tay bà. Ôi trời ơi, chị có yêu nó không? Tớ ngỡ là hai anh sẽ có cái pha ngoại chiến rồi tác động vật lý đồ các kiểu, nhưng mà no, hai anh còn đang bận trong nhau thể hiện tình cũng với chị gái cơ. Ui chao, đúng là tình yêu của các bạn nam dành cho chị gái và tình yêu của các bạn nữ dành cho các chú trai cũng không có khác nhau là mấy các bạn ha. Ok. Bên cạnh đó thì team qua đường cũng nhanh chóng phát hiện ra đây chỉ là diễn thôi à. Tuy nhiên tình huống này cũng rất là thực tế cho nên vẫn đón nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Có con trực thăng từ thời chiến mà hai thằng phi công tranh nhau lái. Khởi nghiệp luôn luôn khó khăn, nhưng các chú đừng tranh mẹ cháu. Cô không có cần hai bạn đó thì có thể tìm đến cháu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên like, bình luận và nhấn đăng ký kênh Tin Nhanh 5K để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày.